Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là chính thức khai mạc bắt đầu khóa K16. Còn một số anh em học viên đang ở xa thì khẩn trương để thu xếp công việc để về học, chứ không cái bài Trần Mây rất là quan trọng. Kiến thức Trần Mây nó liên quan không những đến Trần Mây trong quá trình thi công về Trần Mây, mà nó còn liên quan cả đến những cái bài học về sau. Tại vì trong tranh bao giờ cũng phải liên quan đến mây, nên là cái bài Trần Mây đưa đầu tiên là nó có lý do của nó, cho nên mọi người cố gắng thu xếp. Anh em sáng nay bắt đầu từ khoảng 9 giờ đã bắt đầu rồi. Có này có một chút khác biệt là đưa cả anh em vào trong phòng để học. Tại vì khóa này đông hơn, và giới thiệu mọi người có cả sư cô ở trong miền Nam ra học. Chào cô. Bắc Trung Nam khóa này là Bắc Trung Nam nó có đủ hết. Sư cô đang dùng bữa trưa ăn tạm mì thôi. Sư cô là không ăn thịt, ăn chay. Như là đang dịch bệnh. Không, nhưng mà sư là không ăn thịt. Thì bữa trưa thì cô ăn tạm ở đây là mì gói, còn tối về nhà Phật tử thì sẽ có đồ chay ăn sẽ đảm bảo hơn. Thì bữa trưa ăn tạm vậy thôi. Thì sư cô đang dùng bữa trưa trước cả lớp thì đang đợi cơm người ta mang vào. Cô có muốn nói gì với tất cả các bạn khán giả không? Các bạn học viên ra đây học viên, đây rất là vui. Vâng, cảm ơn cô ạ. Đây bên phòng bên đây nữa. Anh quay em tí là lên đủ nhất. Thì phép anh em làm truyền thông một tí. Đây, phòng này thì nếu mà sức chứa tối đa là 2, 4, 6 bài. Phòng bên thì chắc là cũng được tầm 6 bài. Nhưng phòng bên thì chắc là vẫn còn thừa chỗ. Thì chỗ ăn ngủ của anh em một vài hôm tới sẽ là xuống phòng dưới, tầng dưới. Sơn Hà Nam nhá. Sơn Hà Nam đúng không? Đây là nơi Sơn Bạc nhá. Đầu tiên cứ tưởng ở Lạng Sơn. Đây có em Thịnh đây, ở tận trong Tiền Giang. Có này thì Bắc Trung Nam là có đủ, có cả tức phải ghi vào đấy mà. Đắk Lắk hay là Kon Tum em? Quê Bảy Thiệu thì rồi ghi cả quê vào cho mọi người dễ. Kon Tum lắm. Rồi em đi xe gì ra đây? Em đi xe khách. Thế thì rồi xe khách thì giống em kia Phạm nó cũng đi xe khách. Phạm thì ở cứ hay quên cái tên Lâm Đồng. Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt. Cái đồ này ao tu kho cướp rồi, ao nét rồi. Con này tập gym à? Tập gym khỏe hơn, khỏe hơn. Đây là đoạn video thứ hai, là sang ngày thứ ba rồi, đang cuối ngày thứ ba thì anh em cũng vẫn đang luyện tất cả những kỹ năng. Bật sáng lên một tí nữa. Thì đúng như lịch trình thì bài này vẫn 3 ngày. Anh em luyện đi luyện lại rất là nhiều, tẩy đi xóa lại, thậm chí vẽ cả mặt sau. Khóa này thì cũng khá đông. Khóa này là đông, nếu mà tính ra là 26 người thì cũng chỉ đông bằng một cái khóa ở trong năm ngoái thôi. Năm ngoái cũng có một khóa 26 người. Đó là khóa 6, cũng 26 người. Nhưng khóa 26 người này là rơi vào thời điểm cuối. Thì có một số anh là bài ngựa chưa học xong, thì đến học nốt đâm ra là mới thành 26 người. Còn nếu mà tính quân số thì khóa này cũng chỉ đông bằng khóa 6. Đây trước mặt mọi người là anh núi ở Vĩnh Phúc. Văn mã khó nhất.
Đây là Giáp ở Sóc Sơn. Đây là cháu Minh ở Phú Thọ, bố mẹ đưa xuống học. Năm nay 16 tuổi đúng không cháu? Vâng. 16 tuổi mà nhìn cứ như 20. Lớn đấy. Không ai nghĩ 16. Không ai nghĩ 16 thật. Đang đòi lấy vợ. Rồi đi học vẽ rồi bây giờ đòi dùng đòi lấy vợ rồi. Kế tiếp là bài của Dũng ở Hải Dương. Đúng với con cò chưa được nha. Con cò cánh sao nó lát thế? Đâu, số bài đâu, nó thấy mây đi nó không nhận được. À, do cái mây à? Ờ, cái hoa đào bây giờ. À. Không nhận được. À, thế vẽ vào chỗ nó lát, lát hết cánh à. Rồi. Đây bài của anh Dương ở Thái Nguyên anh nhỉ? Anh luyện chim nhiều, thích chim. Đạt nhá, đạt chim. Được cái là anh rất thích chim. Mà này thích chim cu. À đây là chim câu chứ nhỉ, chim cu là con cu gáy cơ đúng không? Cu gáy là rồi. Anh Luận ở Sơn La. Nhà anh là 6 con gái. Đang luyện chim. Anh muốn vẽ cái cánh của nó thì anh phải lót cái nền trước đi rồi hãng tỉa. Nó cái này là bên trong là trắng có một chút đen đã rồi anh tỉa lông. Đây là Hoàn ở Vĩnh Phúc, con cỏ to thế, to to mà cánh nó hơi lẹm quá. Thì đây cũng chưa phải là cái bài hoàn chỉnh mà đây chỉ là tập thôi, tập các cái kỹ năng rời rạc từng kỹ năng một để đến khi mình tác nghiệp vào cái chân mây thì mình sẽ sắp xếp. Cái kiến thức bố cục thì đã được học rồi. Thì đây thì cũng muốn là hôm nay anh em là làm một cái bài hoàn chỉnh. Chưa hoàn chỉnh. Bài hoàn chỉnh nhưng mà đây là không hoàn chỉnh. Để giới thiệu mọi người đây là sư cô ở trong Sài Gòn, gọi Sài Gòn đi. Thành phố Hồ Chí Minh ở tỉnh Long An. Sư cô rất là đam mê nghệ thuật. Đấy, rất thích ra học một khóa học để hoàn thiện được một số các kỹ năng về chủ yếu là cô thích vẽ sen. Hoàn thiện kỹ năng sen và bầu trời. Và tìm hiểu thêm về các cái tượng Phật nữa để vẽ Phật, nhưng mà Phật thì tương đối là khó thì chắc là phải vẽ sau, học sau. Cứ là vẽ sen trước để về vẽ chùa. Đây là nhà chùa. Đây khóa này có một cái sự đặc biệt là có một sư cô là cũng tham gia khóa học. Là đặc biệt, thật sự đặc biệt. Đó giờ luôn không? Từ xưa chưa có. Đó cũng vâng. Có nhân duyên. Thì khóa này thì cũng đông cũng bằng khóa trước nhưng mà khóa này thay đổi là cho cả mọi người vào trong phòng được đấy. Đây phòng này như 2, 4, 6 người. Luyện công. Đây, phòng này 6 người. Đây, trong này thì cũng anh em ngoài Bắc chính, nhưng có hai anh em ở trong vùng trong, có em Thịnh ở trong Tiền Giang. Vẽ cũng khá. Với Thức ở Đắk Nông. Nhưng mà quê gốc của em ở Bắc Giang đúng không? Dạ. Gia đình chuyển vào trong cái lâu chưa? Bố mẹ em vẫn ngồi này mà. À, thế em ở trong đấy mẹ? Em ở trong đấy có ông anh, hai anh. À, hai anh em trong đấy à? Ờ. Thích là người ở đấy luôn đúng không? Trong Tiền Giang luôn. Rồi. Trong Sài Gòn thì cũng có mấy anh chị dần ra đi học rồi. À, các anh, các em chứ còn chưa có con gái. Chưa có nữ. Trong này thì có hai vị bô lão cao tuổi nhất khóa này là sinh năm 71 với 72.
lão cao nhất. Hai bô lão cao nhất. Thì riêng một góc trời ở bên đây cũng đang luyện tất cả những cái tán cây rồi mây chim. Đây là chỉ là cái bề mặt để mà luyện thôi, chứ sắp xếp thì chắc khóa này anh em chắc là cũng không có nhiều người để sắp xếp thằng bố cục nó hoàn chỉnh. Cứ đi sâu vào các tập các kỹ năng rời rạc. Sau đó thì ra tác chiến thì mình sẽ ghép nó vào thành một cái bố cục hoàn chỉnh. Đây là bài của anh Trung ở Thanh Hóa. Bài này để anh hoàn thiện để mang về treo đúng không? Chưa biết. Chưa biết. Ai muốn bán luôn. Ai muốn bán luôn. Thế thì bây giờ cái này bán thì treo đâu bây giờ? Phải xem ai muốn bán. Thế thì anh đăng lên Facebook đi. Giao bán. Giao bán thôi. Đây là giới thiệu mọi người, đây là thảo nát nha. Thảo nát đấy. Ở Nga Sơn Thanh Hóa này. Các bạn bạn bè anh em nào mà học khóa trước ở Nga Sơn Thanh Hóa thì liên hệ với Thảo Lát. Đấy. Để với cả anh em nhá. Đấy, không biết là nhìn mặt thì không có nát không. Nhưng nghe giọng là nát rồi đấy. Giọng như kiểu là trong núp võ say rồi đấy. Nát lắm rồi. Giọng này là giọng thuốc nào rồi. Cây tùng à, cây đào khủng đấy. Cây đào sẽ nóng đồ thờ. Đào đắt nhất Việt Nam. Đây khóa này thì chắc là khóa kỷ lục của mỹ thuật Việt là 4 anh em ở Thanh Hóa. Hình như chưa có khóa nào đông như này. Thanh Hóa thì học ở đây nhiều nhưng mà khóa này là đông nhất. Đây một đây của song anh Trung là cũng ở Thanh Hóa luôn. Đấy, đây Thanh Hóa và đây Thanh Hóa luôn này. Ba người Thanh Hóa ở đây, một người ở bên góc kia đúng không? Nguyên nữa là ở Thanh Hóa nữa. Bốn người. Đất vua chúa nhiều mà nhìn được. Rồi. Vua nhiều nhất. Đây là Lâm, Hải Dương. Đây là Giáp, chắc là đi đâu nữa rồi, chạy tắm rồi. Đồng luyện, hai bài luyện. Đây là bà này cũng trốn rồi. Đây là bài của mình. Ba làm bỡ. Đây hai anh em này là kết thúc cái quy trình quay khép kín của mình, là giới thiệu đi từng bài để cho mọi người quan sát cái chất lượng cụ thể của anh em. Thì bài Trấn Mây này chỉ là nhập môn nhưng mà bài này thực sự là khó. Bài này thực sự là khó chứ không đơn giản như mọi người nghĩ. Mây là khó nhất trong cái bộ môn Trấn Mây này, là mây là khó nhất. Còn chim và cây cũng chỉ là cái phần thứ yếu thôi. Mây rất là khó để mà vẽ được ra cái vầng mây nó cuồn cuộn, nó tự nhiên giống như ngoài thật là rất là khó. Thế nhưng mà cuối cùng thì cái mây Trần Mây thì mây cũng chỉ là nền thôi, làm nền cho những đối tượng khác thôi, tại vì nó ở đằng xa. Thì các cái cây mà nó ảnh hưởng vào với lại một vài cái con chim nó bay thì mới là cái đối tượng chính. Thì mọi người tập trung vẫn là làm cái đối tượng đấy nhiều. Thôi xin chào tất cả mọi người, mình xin kết thúc cái video nhật ký của cái bài Trần Mây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn sang cái bài tranh sơn thủy. Thì cũng như thường lệ thì mình sẽ cho mọi người vẽ một cái bài nhỏ trước, làm quen với các kỹ thuật cơ bản. Và ở bài nhỏ thì mình sẽ dễ dàng mà quán xuyến được hơn về vấn đề bố cục và đậm nhạt cũng như chấm cây. Thì mình cảm giác là rất thành công. Bài nhỏ là thứ nhất là nhanh, cái chi tiết ít. Thì anh em để có cái trải nghiệm ban đầu để tiếp xúc thì sang bài to đỡ bị bỡ ngỡ. Thôi xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại tất cả mọi người sang bài sơn thủy nhỏ.